Hello, xin chào anh chị nhà đầu tư. Chúng ta trở lại với kênh Nhật Quay Channel. Hôm nay là phiên giao dịch ngày 19 tháng 12, thị trường chúng ta chạm về cái mốc 1080, 1082 thì nó bật lên, nó hồi phục lại với các cổ phiếu được cái nhóm thép dẫn lên kéo lại, không còn rơi quá nhiều, không còn đỏ quá nhiều mà lên xanh nhẹ. Thì bây giờ cái trạng thái hồi phục đã có rồi, sau 4 phiên rơi nó đã có một phiên hồi. Thì bây giờ chúng ta khi nào giải ngân được, khi nào mua mới thì nó xác nhận nó an toàn, ít nhất là nó sẽ ổn hơn cái trạng thái bây giờ, là chúng ta cứ mua vào là chúng ta bị lỗ, hoặc là chúng ta cứ thấy nó tăng chúng ta thấy ok chúng ta nhảy vào chúng ta đua. Chúng ta đua xong thì sao? Chúng ta đua xong thì chúng ta phải ngồi chuyển từ cái trạng thái mình đầu tư kỹ thuật, mình đầu tư cơ bản, thành mình trạng thái đầu tư tâm linh, đầu tư cầu nguyện, tức là mua xong cầu nguyện, mua xong cầu nguyện. Đó là cái nội dung chính trong bản tin tối hôm nay. Qua sẽ nói với anh chị về cái khi nào chúng ta có thể giải ngân, một số cái điều kiện để giải ngân vòng mới cho nó ok, và cái nguyên nhân nào dẫn đến là mình vẫn chưa giải ngân. Qua vẫn nói với anh chị là Qua vẫn chưa cho nhóm bên mình giải ngân, có bao nhiêu thì bên mình vẫn giữ bao nhiêu. Ví dụ có một số anh chị đang giữ 50% hàng, một số đang giữ 30%, cũng có một số là đang giữ 70%, tùy vào cổ phiếu có vi phạm hay chưa, nhưng không có mua mới nha, chưa có mua mới. Thì có lý do nào để chúng ta chưa mua mới và chúng ta đang chờ cái điều gì? Thì trong bản tin này Khoa sẽ nói với anh chị. Rồi thì để bắt đầu cái nội dung hôm nay, thì anh chị mình chưa bấm hết video, chưa bấm đăng ký kênh, anh chị nhớ hết video và đăng ký kênh. Nếu anh chị cần tư vấn hỗ trợ thêm và đi theo cái phương pháp này của Quang, thì anh chị có thể liên hệ với trợ lý Như Hảo qua số điện thoại ở đây. Như Hảo sẽ tư vấn và hướng dẫn anh chị. Rồi chúng ta bắt đầu vào nội dung. Thì trước khi đi đến cái phần đó, cái phần là phía sau, thì chúng ta sẽ nói về cái biểu đồ nhiệt và các vấn đề về tiền tệ trước. Thì cái đầu nhiệt, biểu đầu nhiệt anh chị thấy là hôm nay Penny rơi rất mạnh, phải không? Hơn người ta nói gì, Penny giảm thì thị trường tăng. Thật ra cái câu này hình như cũng không đúng lắm đâu. Mà chủ yếu là gì? Penny á, khi mà nó tăng thì thị trường sập, đúng không? Khi mà nó tăng thị trường sập thì người ta sẽ suy luận ngược là Penny giảm thị trường tăng. Nhưng anh chị có bao giờ nghe cái câu là Penny là cổ phiếu cuối sóng không? Đó, Penny là cổ phiếu cuối sóng. Vậy nếu Penny giảm thì có phải kết thúc sóng không? Cái này thật sự qua hồi sáng nó có nói chơi như vậy. Thật ra mình cũng không biết, nhưng mà ít nhất Penny khi nó giảm á, nó sẽ ép cái dòng tiền đang đầu cơ trong đây hót ra và đi ra ngoài. Thì nó có thể chuyển qua những cái con khác, thì hy vọng những con khác có thể xác nhận được cái dòng tiền thông minh. Thanh khoản thì sao? Thanh khoản thì khá là hấp. Nói chung là thanh khoản giai đoạn này hấp là bình thường. Vì anh chị không dám mua, anh chị đang cầm hàng thì anh chị đang cầm hàng, anh chị không mua thêm. Sao có thanh khoản? Phải không? Anh chị mua full hết rồi, anh chị không có thanh khoản, anh chị đang cầm tiền. Thật ra chúng ta rất lưỡng lự trong việc vào hàng, vì vào xong thì nó lại đạp. Hôm nay thật ra nếu trừ cái nhịp cuối phiên thì gần như trong phiên á, anh chị chỉ cần đua lệnh. Hôm qua cũng vậy, hôm kia cũng vậy, chỉ cần đua lệnh mua xanh thôi là lỗ. Mua xanh thôi lỗ, nên thành ra việc thanh khoản thấp là bình thường. Chúng ta coi về tỷ giá tiền tệ. Tỷ giá tiền tệ thì đô la vẫn đang đi ngang, nhưng mà cái tỷ giá Việt Nam đồng thì nó lại tăng nha. Cái này là một điểm xấu. Anh chị có thể thấy là giữa tháng 9 năm 2023, cái tỷ giá ở đây lên khá là cao, thì ngân hàng nhà nước bắt đầu hút tiền về để điều chỉnh tỷ giá, nhưng mà thế sao nó vẫn tăng, phải không? Làm cho thị trường mình sập nguyên cái giai đoạn tháng 9 vừa rồi, là cái giai đoạn này nè. Đã bắt đầu sập từ đây nè. Thị trường chúng ta bắt đầu sập từ đây nha, bắt đầu sập từ đây nè anh chị thấy không? Bắt đầu sập từ bên đây. Đó. Rồi thì bây giờ cái chị nhìn lại thì tỷ giá này đang cao hơn cái lúc mà ngân hàng nhà nước rút tiền nha. Đây là một điểm rủi ro. Tiếp tục chúng ta nhìn về trái phiếu 10 năm Hoa Kỳ thì nói chung nó rơi là đẹp, tức là nó và đô la đều đang hấp thì đó là tốt. Thì có cái trái phiếu Việt Nam, tại sao đô la tăng mà trái đô la giảm mà trái phiếu vẫn tăng, cái này mới căng. Tiếp tục chúng ta nói về Bitcoin thì Quang hay nói với anh chị á, Bitcoin nếu nó tăng thị trường mình ổn. Nếu Bitcoin nó tăng thị trường mình ổn, tức là thường nó đồng pha thì đây là trạng thái đồng pha coi như tốt. Rồi, dầu khí thì giá dầu đang hồi lại, tuy nhiên giá dầu hồi hồi như cổ phiếu dầu Việt Nam đâu có liên quan gì đâu. Cập nhật cho anh chị mình coi thôi. Rồi, giá vàng vẫn duy trì rất cao, một nơi hút thanh khoản cạnh tranh với thị trường Việt Nam. Đó là nhìn sơ qua tiền tệ thế giới và yếu tố thanh khoản hay biểu đồ nhiệt. Cập nhật sơ với anh chị thì nói chung là cái tỷ giá đang cao, lưu ý nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nói về cái gì kế tiếp. Chúng ta sẽ nói về vấn đề là thị trường này. Một số phân tích kỹ thuật về thị trường đơn giản trước. Sau đó qua sẽ nói với anh chị tiếp tục về cái điểm xác nhận mua an toàn. Đó là cái nội dung anh chị mình đang cần nhất hiện tại nha. Rồi chúng ta nói về thị trường trước. Thì hiện trường hiện tại anh chị có thể thấy là khi nó rơi 4 phiên nó chạm về vùng hỗ trợ lớn ở bên đây. Hỗ trợ này chứ không? Hỗ trợ nè, thì về tới hỗ trợ lực cầu vào bắc thì nó hồi lại. Sáng nay qua cũng có nói anh chị trong bản tin sáng nè, anh chị thấy cái hình này được gửi cho anh chị là 7:20 trong nhóm cộng đồng, qua cũng có gửi anh chị á. Thì trợ lý có chụp ra cho anh chị coi, thì đây là sáng nay thì nó rơi xuống, nó chạm vùng hỗ trợ xác sức, nó bật lại rất cao. Và kết quả hôm nay anh chị thấy nó bật không?
Nó bắt thiệt, đúng không? Nó bắt thiệt. Rơi 4 phiên thì việc dòng tiền đứng ngoài ngứa tay chịu hết nổi, việc người ta giải ngân lại là hết sức bình thường. Thì việc bật này với kỹ yếu tố kỹ thuật mà rơi mạnh chạm biên dưới rút chân, thì Quang kỳ vọng trong ngắn hạn cái thị trường chúng ta sẽ hồi lên và test được cái vùng cỡ ngay đây là vùng 1100, 1107, tức là vùng MA20, nó sẽ test lại cái cạch giữa ngay đây trước khi có những cái vận động mới, ví dụ là đi ngang, ví dụ là tích lũy lại để bùng nổ lên hoặc là gãy xuống, chưa biết được. Nói chung nếu chúng ta xét về đáy thì thị trường chúng ta đang ở đáy một, lưu ý nha, đang ở đáy một. Đó là xét về yếu tố thị trường chung và index. Nói về VIN30 thì cũng y hệt vậy thôi, khi mà nó rơi như thế này thì quán tính việc nó hồi lên nó test lại kháng cự bên trên là bình thường. HNX Index và Upcom, những cái sàn này thì gần như hôm nay cũng chỉ đứng im thôi, xìu nhẹ chứ chưa có biến động gì nhiều. HNX cũng vậy thôi, rơi quá nặng thì hồi lên, kỳ vọng nó sẽ test vùng này. Rồi đó là nhìn qua các cái sàn, không có phân tích gì nhiều, tại vì chúng ta sẽ phân tích trong cái phần kế tiếp là cái phần điểm mua gì, điểm giải ngân xác nhận an toàn, cũng là cái nội dung ở trên cái video này chị không. Khi nào giải ngân xác nhận an toàn, đó là điều anh chị cần tâm nhất. Rồi thì cái này là quan điểm cá nhân của mình mà, lúc nào cũng vậy thôi. Quan điểm cá nhân được hình thành dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật, PSI, cung cầu, tâm lý, suy luận hành vi các thứ. Chị xem coi nó có hợp lý hay không. Đó là cái gì? Đó là nguyên nhân chúng ta vẫn đang chờ đợi. Đầu tiên là nguyên nhân chờ đợi. Thì chị có thể coi cái video này. Cái này là Quang đã làm từ ngày 17 tháng 12 nè, dự bón đón ngày 18 tháng 12. Thì đã từ 17 tháng 12 là từ đầu tuần á, chủ nhật á, qua có làm video thì qua nói với anh chị là điều kiện tham gia mới, thì đó là gì? Kết thúc leader giảm giá à, kết thúc leader giảm giá thì thị trường hiện tại khi nó hồi lên như thế này thì anh chị biết là những cái con như phát đạt à, nó không rơi nữa. Những cái con như gì? STB hôm nay cũng rút chân không rơi nữa, đúng không? Rồi những con khác như gì à, như con gì, như con VBank cũng không rơi nữa, không, nó rút chân nó hồi lên đó anh chị không. Thì rất là nhiều con nó đã dừng rơi, nó đã rút chân, nó hồi lên. Thì coi như cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta đang chờ đợi để tham gia mới đã có, đó là cổ phiếu không rơi nữa. Chứ nó cứ rơi hoài thì làm sao mà mua được, phải không? Làm sao mà mua được? Ví dụ hôm nay mà có TP với con VBank không rút chân á, thì mai nó rơi tiếp. À, mai nó rơi tiếp mà nó rơi thì lại rủi ro tiếp, phải không? Nên thành ra là việc kết thúc leader giảm giá là điều phải có. Tiếp tục là kết thúc sự bull trap hiện tại. Thật ra thị trường hiện tại anh chỉ thấy là nó vẫn bull trap rất nhiều, phải không? Nó vẫn bull trap bằng những nhịp gì, những nhịp hồi lên. Ví dụ anh chị thấy cái cổ phiếu VSA không, nó có rất là nhiều nhịp trong phiên nó kéo lên, nhưng kết quả là sao? Nhưng kết quả thì anh chị mình đua vào á, tí xíu nó lại rơi lại. Thật ra hôm nay nó tăng 0,95%, hôm qua qua nhớ có lúc con VSA tăng hết 2 phẩy mấy phần trăm, đúng không? 2 phẩy mấy phần trăm, và giá cao nhất phiên của nó là 41,45, mà hôm nay nó tăng mạnh lên, nó chỉ lên được có 41,4 thôi. Đó, nó vẫn có một cái vấn đề, đó là gì? Đó là chúng ta cứ nghĩ cổ phiếu lên, chúng ta đua lệnh vào thì cổ phiếu nó không lên như ta kỳ vọng, đúng không? Anh chị hay có điểm đó đúng không? Đó thì cái đó là cái điểm mà tức là thị trường nó vẫn có cảm giác nó hơi hơi gì, nó hơi lừa lừa ở đây. À, đó là cái điều kiện của cái vòng cũ á, có nói anh chị, thật ra nó vẫn như cũ, phải không? Thì có cái điểm số 2 là đã ok rồi. Thì chúng ta sẽ đi đến cái nguyên nhân hiện tại mà hôm nay qua quyết định là chưa có cho anh chị mình mua. Nguyên nhân đầu tiên đó là chúng ta nhìn vào cái này. Đây là cái gì? Đây là cái hợp đồng phái sinh của hãng hiện tại F1 được đáo hạn và kết thúc tổng kết vào ngày bao nhiêu? Vào ngày 21 tháng 12, tức là thứ năm tuần này. À, hôm nay chúng ta là thứ mấy rồi? Hôm nay chúng ta là thứ ba rồi, thì ngày mai là thứ mấy? Ngày mai là thứ tư, là 20 tháng mấy, 20 tháng 12, ngày mốt là thứ năm, tức là chúng ta còn 2 ngày nữa mới tới đáo hạn phái sinh. Thì nó, anh chị thấy nó vẫn đang bán ở đây là 419 tỷ không? Nó đang bán rất nhiều nè, anh chị thấy cái biểu đồ không? Bán từ ngày 12 tháng 12 cho tới bây giờ, tức là nó dẫn xả F1 ra và nó bắt đầu qua nó gom F2. F2 sẽ được tính như thế nào? Là sau khi cái hợp đồng F1 này nó được tổng kết, nó được kết thúc vào ngày 21 tháng 12 thứ năm, thì bắt đầu từ thứ sáu nó sẽ bắt đầu tính cái F2 này. Cái F2 này sẽ bắt đầu đổi tên thành F1 để bắt đầu tính cho một chu kỳ mới, cho một tháng mới được đáo hạn phái sinh, tức là được kết thúc vào ngày thứ năm hàng tuần của cái tuần thứ ba hàng tháng nha, tuần thứ ba thứ năm đó, thì nó sẽ ra cái hợp đồng này, sẽ đổi tên F1. Thì nó đang gom, đúng khi nó gom như thế này thì nó sao, thì cái tháng sau chúng ta sẽ thấy có thể là sẽ ok, do nó đang cầm lon rất nhiều ở đây nè chị thấy không, nó đang cầm lon rất nhiều mà cả ngàn tỷ, nhưng cái F1 nó đang xả ra như thế này thì sao, thì cái việc á thị trường chúng ta hồi lên, cái tỷ lệ mà thị trường chúng ta đua lại á, khi mà chúng ta đua lại á mà hồi lên mà bên đây nó cứ xả cái gì, nó cứ sọt xuống nha, sọt sell á, nó cứ sọt xuống, sọt xuống, sọt xuống, dẫn đến gì, dẫn đến cái thị trường chúng ta rất dễ bị bull trap. Đây qua có nói anh chị nè, rất dễ bị bull trap. Nên từ cái bản tin tối mà Quang làm cho anh chị mình
làm cho anh chị mình từ bên đây nè, từ Tuốt ở dưới đây nè, cái bản tin hình như là tuần trước cách đây 6 ngày ở bên đây nè, qua đã nói với anh chị về cái trạng thái đó rồi, phải không? Trạng thái mà bull trap, trạng thái mà gì, trạng thái mà nước ngoài đang chốt lon, chốt lon là tức là sọt á, để nó đi ra. Thì khi nó làm như vậy, cái thị trường chúng ta kiểu gì nó cũng sẽ lắc rất mạnh và nó không đảm bảo. Ok, nên thành ra chúng ta sẽ không việc gì phải vội giải ngân sớm, mà chúng ta có thể chờ gì, chúng ta có thể chờ theo cái ý kế tiếp, đó là gì, đó là cái thị trường, cái cổ phiếu chúng ta nó xác nhận, nó xác nhận đây, xác nhận leader ngành dẫn. Khi nào nó có được cái điểm đó chúng ta vào, thật ra cũng không có vì phải phải muộn nha, không muộn đâu. Nhưng mà cái leader này chúng ta nói sao, chúng ta sẽ nói tới cái nguyên nhân chờ đợi kế tiếp, đó là gì, đó là nó rơi 4 cây, mà đây là ý thứ hai nha, đó là nó rơi 4 cây, 1, 2, 3, 4, một phiên hồi qua đánh giá là bình thường theo đúng kỹ thuật và đeo theo đúng các gì, hồi kỹ thuật hay là đúng cái cung cầu luôn. Khi mà chúng ta đã đi ra, chúng ta thấy thị trường lịch sình mãi nó không rơi thì việc nó hồi là bình thường. Ví dụ đây nè, 1, 2, 3, 4 tới cây thứ tư, phải không? Cây thứ năm nó vẫn hồi đây, nhưng mà hồi nó có giữ được hay không mình đâu có biết được. Đó, mình sẽ không biết được nó có giữ được hay không, hoặc là gì, nó có tạo đáy đủ hay không. Thường người ta nói là gì? Cổ phiếu thị trường sẽ tạo 2 tới 3 đáy thường nó mới tăng. Thì đây anh chị thấy là nó mới có một đáy thôi, và mới có một đáy thôi. Hay là anh chị nhìn vào cái chart tuần đi, anh chị thấy đây là 3 4 cây, là 1 2 3 4 hồi, phải không? Anh chị thấy chỗ này thị trường chúng ta có giống vào 1 2 3 4 hồi rồi tiếp rồi mới bắt đầu hồi lên, đúng không? Hay liệu nếu là xui bây giờ chúng ta giải ngân ngay ở cái cây đầu tiên, ở cái cây thứ tư ngay đây, chạc nào cũng như chạc, phải không, cũng là chạc thôi, là giống nhau, thì chúng ta giải ngân cây này, lỡ xui nó rơi tiếp đúng không? Tiếp tục anh chị thấy bên đây nè, và rơi nè, 1 2 3 4 tới cây này nó hồi, hồi sống rơi tiếp rồi nó lên lại đó. Thì cái đó là cái nguyên nhân hôm nay qua chưa có vội cho anh chị mình gì, mình mua lại ngay, tức là xét theo cái quán tính bình thường thì việc nó rơi nhiều, chúng ta thấy nó rẻ, chúng ta vào chúng ta bắt đáy là bình thường. Nhưng khi hồi lên thì nó lại gặp cái ý số 3 qua định nói với anh chị đó, đó là bên trên đây, bên trên dùng 1.101 trở lên trên đây, điều được là gì, điều là kháng cự của cổ phiếu. Bản thân anh chị hôm nay khi thị trường nó hồi lên, có thể trừ câu gì, trừ một số quán, ví dụ quán Tết đi ha, nó khá là khỏe, nó lên lại luôn đó, thì đúng con cổ phiếu mạnh ta nói nó mạnh, nhưng có một con này thôi, hoặc là một số con khác, ví dụ con Nam Kim đi, em chị mình sẽ gần như không lỗ, mà cũng ví dụ chị hôm qua trong livestream có nhớ có ông anh có nói qua là mua trên 24.1 đó là anh sẽ hòa vốn. Nhưng ví dụ anh chị nhìn con Hoa Sen đi, anh chị giờ anh chị mua trên đây anh chị còn lỗ không? Còn lỗ đúng không? Anh chị đang mua con Hòa Phát đi, em chị đang cầm con Hòa Phát trên đây, anh chị giờ với khối lượng lớn ở đây nè, anh chị vẫn còn lỗ không? Chị vẫn còn lỗ. Thì cái yếu ba đây qua muốn nói anh chị đó là cái lượng cung hàng tiềm năng, tức là cái lực lực bán mà nhà đầu tư đang cầm hàng á, rất là nhiều, còn ở bên trên đây rất là nhiều, rất là nhiều, quan nghĩ vậy thôi. Vì sao vậy, chị cứ cảm nhận đi, những giai đoạn ở đấy khi thị trường nó rơi, chúng ta đều quan thấy mọi người hay nói một cái câu á, đó là thị trường này càng rơi chị càng, thị trường này cứ gom thôi, cứ gom thôi, nó chỉnh là cứ gom thôi. Vậy thì nếu ai cũng gom, ai cũng gom, và khi nó hồi như thế này, đa phần anh chị chỉ đỡ lỗ hơn một tí, anh chị hòa vốn, chứ anh chị có lời lại không, thật ra cũng đâu có bao nhiêu đâu, phải không? Thì khi nó hồi lên như thế này thì cái lực trên đây nó vẫn như cũ thôi, và khi nó rơi như thế này nè, nó sẽ dẫn đến một cái ý thứ tư, đó là nó rơi không quyết liệt, anh chị thấy không, nó rơi không quyết liệt. Cái đó thật sự là một cái câu anh muốn nói, đó là gì, nó không có thật sự đặt vào cái tâm lý để tôi wash out thật sự, wash out và ép anh chị ra thật sự. Ví dụ anh chị thấy cây này đi, anh chị thấy cây này khối lượng lớn không? Cái khối lượng rất lớn hơn. Tại vì sao? Tại vì nó đạp rất kinh trong cái phiên hôm đó, cái phiên ngày 24 tháng 11, làm cho thị trường mình lủng luôn cả cái chân nến bên đây, lủng luôn 1080 nè, làm nhà tư chúng ta hoảng sợ bán sàn bán háo. Hôm đó có con sàn nha, hôm đó hình như quên nhớ là có 4-5 cổ phiếu sàn luôn đó, do nó lủng hỗ trợ mà, thì nhà tư mới hoảng loạn bán háo ra, và cuối giờ rút chân lên bùng nổ khối lượng lớn. Còn bên đây chị thấy thật sự nhà tư chúng ta vẫn có thể gồng, do đâu phải con này nó cũng vi phạm hỗ trợ, hoặc nó vi phạm rất nhẹ 1-2%, thì chúng ta thường sẽ gì, tưởng lự và có bán hay không, thường là không bán, phải không? Chúng ta sẽ gán cầm lại, tức là nó chỉ bao nhẹ xuống như thế này, thì cái tỷ lệ mà nhà đầu tư chúng ta hốt hàng mạnh không cao, tức là chúng ta sẽ bán ra, có thể chúng ta bán ra nhưng chúng ta sẽ đi mua lại con khác đó. Đó là những cái ý bốn ý nha, bốn ý rồi phải không? Rồi nguyên nhân thứ năm đó là liên quan tới tỷ giá, phải không? Tỷ giá tiền tệ ở đây chị thấy là cái tỷ giá nó đang hồi lên nè, và nguyên nhân kế tiếp không? Có kệ kệ đó, thiệt là kệ rất là nhiều. Nói chung là đó là những cái nguyên nhân mà quan chờ đợi hiện tại, quan chưa có giải ngân ngay hiện tại. Còn nói về đáo hạn phát sinh là trên đây là cái nguyên nhân đầu tiên, phải không? Đó, thì đó là những cái nguyên nhân hiện tại và chúng ta chưa có giải ngân, vì nó hơi cấn cấn ở đây.
À, Hoa vẫn đang chờ đợi cái gì? Chờ đợi coi nó ok không, nó có bỏ qua được những cái vấn đề đó không. Chứ như thế này thật sự mà nói thì việc nó lên đây, nó chạm lại cái kháng cự rồi nè, xong nó rụng xuống là bình thường. Và khi nó rụng xuống, nó rụng xuống thì cho liệu chúng ta có chịu nổi qua cái nhịp này không? Ở như xui nó rụng xuống, nó thất bại, nó gãy luôn thì sao? Lúc nó gãy luôn thật sự lúc đó rất là mệt nha. Không có gì có thể nói trước được với thị trường chúng ta, nhất là giai đoạn hiện tại là giai đoạn cuối năm. Rồi thì đó là những cái nguyên nhân không giải ngân. Vậy thì bây giờ chúng ta xác nhận mua mới an toàn như thế nào? Nguyên nhân có rồi, một số cái đang sợ sợ thôi, coi như sợ đi, ai cũng vậy mà. Thì chúng ta sẽ nói là mua xác nhận leader và ngành giật. Thì ở đây qua đó ví dụ anh chị á, hôm cái vòng trước chúng ta có con hoa sen, thì thấy ở đây nó tăng rất kinh không? Và khi nó tăng lên bắt đầu từ ngày 2 tháng 11 thì nó dẫn cái thị trường chúng ta bắt đầu hồi tại cây này và lên liên tục nguyên cái nhịp tăng này, không? Từ cái vùng 10 mà ở đây là 10 20 lên tới tận là 1130 là lên được 110 điểm. Ví dụ như vậy là lúc con hoa sen đang ở đây là cái nhịp leader nó kéo liên tục luôn. Thì hiện tại chúng ta chưa có cái ngành dẫn nào. Anh chị có thể nói nam kim là sẽ dẫn đúng không? Nhưng anh chị lưu ý nha, nam kim vượt đỉnh chưa? Nam kim vượt đỉnh chưa? Nam kim chưa vượt đỉnh mà. Chưa vượt đỉnh, và ở đây anh chị thấy nha, nam kim hôm nay cầu vào mạnh. Đúng, cầu vào mạnh. Nhưng anh chị đã có để ý một cái điểm không? Đó là cầu nam kim hôm nay nó không có trần. Nó không có trần và nó lại kẹt đúng là cái vùng đỉnh cũ. Cái này qua thấy khá là quen nha. Ví dụ cây này anh chị nhớ đợt trước ông tăng cũng rất là mạnh nè. Nhưng mà lên sao? Không. Đúng không? Ngộ không? Tại sao cổ phiếu được bùng nổ trong phiên hôm nay rất mạnh? Anh chị có thể cảm nhận được hôm nay Nam Kim rất khỏe phải không? Nhưng tại sao anh không trần mà anh vượt đỉnh? Nếu anh trần anh vượt đỉnh, anh có thể khẳng định là toàn bộ nhà đầu tư ở đây mất hàng rồi. Nhưng tại sao anh không vượt? Ví dụ cây này cũng vậy nè. Cây này cũng tăng 5 phết mấy phần trăm nhưng có vượt đỉnh đâu. Rồi, đây là một cái ví dụ, và khi anh chị kẻ thử cái mô hình đây nó sẽ ra được cái tam giác phải không? Và nó red lên thì qua cho anh chị coi cái ví dụ quá khứ mình đã gặp rồi. Đó là cầu đất xanh ở cái chỗ này có khác gì đâu. Đây nè, chị thấy bùng nổ lên không? Cũng bùng nổ nhưng ồ, tại sao bùng nổ tại đỉnh? Tại sao đã wash out rất nhiều lần nhưng anh bùng nổ trong cái phiên mà gần như nhà đầu tư hôm nay đều được nói là bị wash out ra khỏi thị trường, bị đá ra khỏi thị trường hết rồi. Không có dám mua lại trong giai đoạn vừa qua, lại không vượt đỉnh. Nếu là cá mặt anh chị có đánh luôn cây này vượt đỉnh không? Anh chị sẽ đánh luôn vượt đỉnh để anh chị để nhà tôi không mua lại được đó, nhà tôi phải đứng ngoài và mua lại giá cao, nhưng anh chị đánh ngay đúng cái đỉnh cũ anh dừng lại với một cái khối lượng so với cái đường tham chiếu. Anh chị thấy cái đường tham chiếu màu xanh lơ này không? Nó vừa bằng luôn. Và bây giờ anh chị quay lại con nam kim, anh chị coi thử cái cây đánh hôm nay của con nam kim đánh lên nó vừa bằng luôn. Và nó cũng không vượt đó. Đó là một số cái điểm qua đang thấy là nó khá là cứng nha. Nói chung là nguyên nhân chờ đợi thêm cái này nữa đi. Thì cái xác nhận leader ở đây là gì? Là chúng ta phải chờ nó có những cái con mà nó dẫn đầu thị trường đi lên như thế này nè. Thì thị trường chúng ta hiện tại chưa có. Theo Quang đánh giá là chưa có. Quang nói thiệt với anh chị là cái cây hôm nay con nam kim chưa tính được. Ví dụ nó phải tăng tiếp thêm vài phiên nữa. Sau đó nó dẫn tiếp tục con hoa sen. Con hoa sen bắt đầu đi lên, lên giống vậy nè. Rồi tiếp tục nó dẫn tiếp tục con hòa phát cũng đi lên, nhìn hơi xa nha. Cũng đi lên như thế này. Thì chúng ta giải ngân nó sẽ an toàn nếu ngành thép là leader. Nhưng nếu không làm được thì chúng ta có thể kỳ vọng qua ngành chứng khoán. Ví dụ con RSI đây đi, đây là cái gì, cái trend giảm của con RSI nè, thì cái điểm xác nhận breakout nó là 32.5, nó đi lên được test cho đánh tiếp, nó giống như cái chỗ ngay này đó, thì nó sẽ thành một cái con leader, một cái ngành dẫn xuất hiện, một cái dòng nơi gì, dòng tiền bắt đầu đổ vào tạo cái câu chuyện để đưa thị trường đi lên, thì đó là cái leader tăng giá, còn leader giảm thì nó cứ gãy thôi đó. Thì nó nếu nó có được như vậy chúng ta sẽ mạnh dạn chúng ta giải ngân khi có con sỏi đầu đàn. Đó, anh chị hiểu cái ý này của anh chưa? Đó là cái điểm quan trọng nhất trong cái chiều tăng giá, là chúng ta phải có được cái con, những cái con đầu tiên tăng. Ví dụ đợt trước chúng ta có con SJC nè chị không? Con đầu tiên mở ra xu hướng vượt đỉnh nè. Thì bây giờ bên đây nó đã tăng lại chưa? Chưa. Nó có vượt qua được cái trend này chưa? Chưa. Hôm nay rõ ràng ai cũng nói là đây là phiên wash out. Vậy tại sao con SJC không vượt qua 43? Là vượt lên trên MA20 và vượt lên trên cái gì? Trend này test lại đánh tiếp. Đó. Thì bây giờ cái chúng ta đang chờ là gì? Chờ ngày đây, chờ nữa là nó test lại được, sau đó có những cái con khác dẫn đầu một cái xu thế tăng tiếp thì chúng ta sẽ mạnh dạn giải ngân tiếp không vấn đề. Nếu không ở đây có phải là một nhịp gì, một nhịp hồi lên test MA20 sau đó rơi tiếp không? Hoàn toàn có thể diễn ra, nếu hoàn toàn có thể diễn ra. Đó là cái điểm xác nhận leader. Thì bây giờ cái kế tiếp chúng ta sẽ nói ở đây đó là cái điểm xác điểm giải ngân xác nhận và an toàn, ví dụ và nguyên nhân. Đó là qua sẽ đi với anh chị ví dụ một số cái quá khứ để cho chị mình coi là khi mà chúng ta mua giải ngân xác nhận an toàn là như thế nào và cách tính chính xác á. Ví dụ ở đây anh chị hãy SJC luôn đi, khỏi nó câu nào đâu xa. Thì cái điểm đầu tiên đó là cái trend giảm, cái trend giảm là rất quan trọng rồi. Đây anh chị thấy trend giảm giống nhau, thì đầu tiên nó phải thoát khỏi xu thế giảm. Nếu nó vẫn ăn ở dưới xu thế giảm thì chúng ta biết nó giảm tới bao giờ. Chúng ta biết nó giảm tới bao giờ, lỡ nó xu nó giống kiểu này đi,
nó giảm tiếp nữa hay sao, hoặc giống chỗ này đi, nó rơi tiếp nữa hay sao, không biết được. Thì khi nó thoát khỏi cái xu thế giảm này nè, thì chúng ta sẽ chờ cái điểm tích lũy lại bên đây để có cái nhịp ăn lên đây, từ đây lên đây bao nhiêu trăm đợt chúng ta bán chốt lời đó là ăn được 18 hay 10 trăm nha. Rồi chúng ta qua chứng khoán đi, còn SSI đi, SSI hay là con gì thôi, SSI đi ha. Thì đây là hiện tại đi, ví dụ đây là trend giảm, thì con này nó vượt lên đây có phải nó sẽ nói toàn bộ xu thế trend này đã bị phá vỡ không, và nó phải tích lũy như đây một phiên để cho chi nhà đầu tư ngay đây nè, người ta cắt lỗ ra, anh chị không thể nói là người ta không lỗ ngay đây. Thì nó phải có những cái cây xác nhận vol vào 40 triệu, 50 triệu cổ phiếu để biết là gì, dòng tiền thông minh vào. Volume là gì, volume hay khối lượng được gọi là dấu chân của kẻ khổng lồ, vì nếu kẻ khổng lồ muốn vào con ở đây này bắt buộc nó phải khớp lệnh, bắt buộc nó phải mua lớn thì nó mới có, chứ nếu mà nó không có khối lượng thì làm sao nói đó là dấu chân của kẻ khổng lồ, không, gần như đâu còn gọi là dấu chân, mà đó là không có vol rồi. Mà không có vol nó giống giống chỗ này nè, anh chị thấy nó tăng lên không, làm gì có vol, trong nó gãy sắp mặt nè, tăng ở chỗ này anh chị thấy nè, phút cuối cùng nè, làm gì có vol, dấu chân kẻ khổng lồ không hề thấy, thế là nó gãy quá trời gãy đó. Thì bên đây cũng vậy, bắt buộc khi nó red qua cái tre nè, ở lên để tích lũy thì việc red phải có cái dòng tiền vào nhất định, sau đó tích lũy và red tiếp thì cái đợt kế tiếp sẽ có thêm dòng tiền nữa. Đó là cái điểm red out dự phóng trong tương lai của con ở đất A. Thì mình coi lại quá khứ đi, mình sẽ thấy nè, ví dụ chị thấy chỗ này không, đây là trend giảm của cổ phiếu nè, trend giảm nè đó, thì khi cổ phiếu xác nhận red lên có cây dòng tiền lớn vào, cây dòng tiền lớn vào, ví dụ anh chị thấy bên đây cũng đã có tiền vào nè, thì có phải điểm này chúng ta sẽ hấp dò, điểm này chúng ta gia tăng lên đây tích lũy tích cung thành công không gãy thì đây có phải điểm mua hiểm không? Mà chúng ta vẫn sẽ giải ngân được bình thường, nhưng đâu có nhất thiết chúng ta phải mua tại đây, đâu có nhất thiết chúng ta phải mua tại đây, phải mua tại đây không? Vậy hay nói với anh chị những cái điểm mua này rất là nhiều, đó là cái cách mà chúng ta mua an toàn. Rồi ví dụ tiếp tục nha, ví dụ như con gì, con VCI đi chẳng hạn, bây giờ con này anh chị thấy là cái điểm cây nào là cây gãy của nó, đó là cây này phải không, cây này âm 2,151% lũng EMA 20 thì đây có phải là điểm lũng không, giá 42 thì việc đầu tiên con này phải vượt qua 42 và đóng cửa trên 42 cái chỗ này, hoặc là trần luôn cũng được đó. Thì nó khi nó vượt lên nó sẽ nói là gì, toàn bộ nhà tư bán trong đây mất hàng do gãy xuống hồi lên lại thì có phải bán dưới đây mất hàng không đó. Thì đúng, ok, khối lượng hấp mọi thứ đẹp thì đánh lên đây được tích lũy lại, thì cái nhịp trên đây nè chúng ta sẽ quan sát chờ, tức là chờ cái con nào ngành nào đó nổ á, mình không biết nhưng phải có ngành nổ vượt đỉnh đi, ok thì mình sẽ bắt đầu hấp dò, sau đó chờ nó xác nhận vượt qua 44 chẳng hạn thì mình vào full tỷ trọng, khi đó nó xác nhận chỗ này mất hàng luôn, toàn bộ giai đoạn này mất hàng thì đây là điểm mua với hai cái dòng tiền vào, đó là cái điểm mua xác nhận và an toàn theo dòng tiền thông minh. Đúng, sẽ có chênh lệch, ví dụ đợt trước anh chị nhớ mình mua con visa ở đâu không, mình mua đây mà chứ có mình có mua dưới đây đâu đó, mình đâu cần những cái phải bắt đáy tại vì mình biết khi nào nó là đáy, không cần test. Nhưng mà khi cây này xác nhận wash out giật mạnh lên nè, trong phiên đạp rất mạnh, wash out giật mạnh lên test lại một cây, sau đó xác nhận bùng nổ dòng tiền vào là bữa sau chúng ta vào hợp dò ngay lập tức, hoặc là dưới đây chẳng hạn, tương tự thôi, không khác gì quá nhiều. Đợt trước là mình mua VCI ở đâu, ngay chỗ này nè, mua xong nó trần xong nó đạp lại bữa sau bắt đầu kéo tiếp liên tục tiền vào nè anh chị thấy không, có xác nhận ngay lập tức chứ không phải là tự nhiên chúng ta vào cổ phiếu. Còn việc nó hồi một phiên hay không đó là bình thường. Qua con Hòa Phát cho anh chị coi nha, Hòa Phát anh chị thấy nè, nó bán ra khối lượng rất lớn đúng không anh chị, để nha, hai cây này bán ra khối lượng rất lớn, sau đó đạp xuống hồi lên khối lượng bé, đây là nhìn vào khối lượng nha, tiếp tục nó rơi xuống khối lượng rất lớn, sau đó nó hồi lên một cây khối lượng bé, như vậy thì việc bán thì khối lượng lớn, việc hồi khối lượng bé, nó có giống ở đây không? Đây có phải là bán nè, bán nè, những cái cây bán ra khối lượng lớn, ba cây này bán khối lượng lớn nè, cây này hồi lên khối lượng bé nè đúng không, cây này hồi lên khối lượng bé sau đó tiếp tục bán xuống là khối lượng khá lớn, và khi hồi lên là những cây này sao khối lượng rất bé và lại rơi tiếp tục, nó lại hồi lên với khối lượng bé và nó lại rơi tiếp đúng không. Thì hiện tại chúng ta cái bên đây chị thấy nó cũng giống vậy không, khi nó hồi khối lượng rất là bé, và khi nó bán thì sao, nó lại bán khối lượng lớn, nên chúng ta muốn giải ngân mua ví dụ với con Hòa Phát này chúng ta bắt buộc nó phải gì, nó phải đi lên nó kiểm tra được cái vùng là 27.7 tới 28 ngày, chỗ này nè là cái đỉnh cũ và cái đỉnh mà khối lượng lớn này nè, nó phải lên trên đây nó rủ xuống một cái và nó xác nhận dòng tiền, thì thà mình mua cao ở đây với những cái cây bùng nổ khối lượng phía sau để xác nhận là vol nó vào, vol nó vào cho khối lượng dòng tiền cá mập vào thành công thì chúng ta mua nó sẽ ok hơn việc nó hồi lên nó test, tại vì những cái phiên phân tích phía trước đây, ví dụ cho anh chị mình coi nè, thực hiện trực tiếp nè, thì những cái buổi trực tiếp phía trước cách đây 4 ngày nè, cách đây 19 giờ qua điều nói với anh chị là gì, bây giờ lỡ gãy rồi anh chị gán cầm đi, xuống tới hỗ trợ chưa lũng hỗ trợ thì chúng ta cầm để nó hồi lên nó test lại, thì khi nó hồi lên nó test lại thì những anh chị đang lỗ, việc đầu tiên anh chị là gì, anh chị không bán người khác cũng bán đó, thì khi nó hồi lên thì chúng ta phải cho mọi người bán, cho mọi người giao dịch với nhau, cho mọi người gì, cho mọi người thay máu lẫn nhau
Thay máu lẫn nhau, thay máu lẫn nhau để chi, để hấp thụ cung cầu ngay đây. Nếu ổn ra tiếp thì mình vẫn gọi là một con khác. Với gớt cũng vậy thôi, với gớt anh chị thấy nè, đây có phải là cái vùng đợt trước bùng nổ xịt trong cây này nào, bùng nổ xịt chứ gì nữa đó, bùng nổ xịt đánh bùng nổ vượt đỉnh, sau đó xịt rơi xuống và bây giờ hồi lên lại, cũng hồi lên khối lượng bé. Thì việc đầu tiên nó phải lên, nó test được cây bùng đỉnh cũ, tức là những nhà đầu tư đang lỗ và đang gán gồng. Nếu nó test thành công, nó bùng nổ lên thì có thể mình không mua con này, mình mua con khác. Tại vì trong một ngành nghề chẳng lẽ nó kéo bốn con một lượt không, không có cách nào đâu, nó phải căng một con trước và những con sau bắt đầu đi heo đi heo đi heo, lợi sự lợi dụng về sức đám đông. Nếu mình không mua được con đầu tiên, mình mua con thứ hai hoặc là con thứ ba. Đó là trường hợp những cái con leader nằm trên đỉnh, đó là trứng và hép. Chị thấy không? Nhưng mà anh chị nhìn qua bất động sản đi, ví dụ anh chị nhìn con là HDC đi ha, HDC anh chị thấy là nó đang bị sập xuống tốt ở dưới đây, và những cái cây tích lũy này không vô nè, có khác gì nhau, thật ra nó cũng y hệt vào thôi, nhưng nó từ lục từ từ nó hấp xuống. Thì bây giờ chúng ta muốn mua, ít nhất chúng ta phải chờ nó gì, ví dụ chúng ta kể đây là trend giảm đi, nó phải vượt lên được cái trend này chứ, nó phải vượt ra được cái trend này để nó thoát khỏi xu hay giảm chứ. Việc nó không vol nó vẫn rơi bình thường, và bây giờ nếu chúng ta lập luận là do nó không vol nên chúng ta cứ bình tĩnh, thật ra vẫn phải gì, vẫn phải bảo toàn lợi nhuận, bảo toàn gì, bảo toàn vốn. Nếu vi phạm thì chúng ta vẫn phải cắt, ví dụ lũng 32 thì vẫn phải cắt bình thường, cắt xong có thể nó hồi lên thì còn 50% cứ cầm bình thường. Khi nào nó lên được trên giá 33 34 như này nè, tức là nó xác nhận toàn bộ bán đây mất hàng, đủ bỏ tích lũy như đây đánh tiếp thì mình mới mua, không thì nó vẫn cứ gì cưa chân bạc. Cái này có phải là cưa chân bạc không, vẫn đang là cưa chân bạc dù khối lượng rất thấp nha, dù khối lượng rất thấp. Còn đi gờ cũng vậy, tuy là hồi lên nhưng rõ ràng nó có xác nhận vượt qua cái điểm gì, điểm mà nhà đầu tư anh chị kẹt trên 26 trở lên không, là cái điểm này nè, thì nó cũng phải lên đây tích lũy đánh lên giống như con ok không, hay là con Phát Đạt cũng vậy, Phát Đạt là BDR không, anh chị thấy nhà đầu tư kẹt trên đây nhiều không, qua đánh giá rất nhiều kẹt ngày này không? Kẹt rất nhiều, đây là đỉnh một, đây là đỉnh hai phải không. Thì bây giờ rơi xuống thì việc đầu tiên nó sẽ hồi lên và test lại 27 năm, là cái vùng chân nến cũ của cái cây cây bị lủng ở đây. Thì nếu nó test thành công, nó red lên, nó sẽ giống cái điểm này nè, anh chị thấy đây nè, nó hồi lên nè phải không, nó test nè anh chị thấy không, đây là những cái cây test nè. Khi nó test, nó sẽ test những nhà đầu tư đang kẹt ở cái vùng này tại đây, đang kẹt đây, anh chị muốn cắt lỗ không, cắt đi cắt đi. Thì trong ba cái phiên nè, bốn phiên luôn, tới chân cái cây nến này nè, bốn phiên, trong bốn phiên này nó rung lắc rất là mạnh, thì chúng ta đang chờ là gì, chờ cái nhịp rung lắc này nè. Nếu nó rung lắc thành công, nó xác nhận cây bùng nổ tiền vào vol vào tiếp, chúng ta mạnh dạn chúng ta giải ngân. Còn nếu mà ví dụ nó là đe test thất bại, cái nó đủ xuống nữa thì ngắm tiếp nhá, thì ngắm tiếp. Đó là cái việc qua muốn nói anh chị về cái điểm điểm mua xác nhận và an toàn, ví dụ vào nguyên nhân. Ví dụ rất là nhiều con rồi để cho anh chị mình hiểu, đôi khi chúng ta bắt đáy ok bắt thì cứ chấp nhận, thì ít thì bắt thôi, tại vì bắt đáy là gọi là gì, là bắt giao rơi nha, bắt giao rơi. Còn việc nếu mà muốn mua một cách đúng quy tắc đúng kỹ thuật á, ví dụ theo bài đã qua đang tư vấn anh chị, thì chúng ta mua như vậy nha, chúng ta mua như vậy chứ chúng ta không bắt đại những cái điểm này thì gần như là gì, gần như là nó cũng đâu có nguyên nhân nào, không đâu có cơ sở nào đâu. Với lại chúng ta đều biết là đáo hạn phái sinh còn đó tự nhiên rơi quá trời, giống như là gì, cái câu nói mà Lưu Bị hay nói là gì, nắng hạn trong ngày mưa rào hả gì, một giọt nước trong ngày nắng hạn hay cái gì đó mà Lưu Bị có nói á, tức là thể hiện cái sự là cùng cực đó rồi, bị cực quá rồi, tại rơi quá nhiều nào không, bị cực quá rồi, cái sự gì ức chế quá rồi, thì bất ngờ có cái cây hồi á, nó sẽ tạo cho chúng ta cái sự gì, hân hoan kích động vui vẻ mừng rỡ. Nhưng thật ra chúng ta quên là gần như anh chị vẫn đang lỗ, anh chị vẫn đang lỗ, chỉ có một số ít anh chị, ví dụ anh chị cầm có FTX như Quang đang cầm có FTX nè, thì chúng ta mới có lời thôi, ngày mai nó xác nhận chúng ta mới mua được. Ví dụ vậy, mua gia tăng margin đó không, thì chỉ có một số con như thế này mới làm được thôi. Còn đa phần các con khác thì sao, nó chỉ hồi nhẹ rơi quá trời rơi, bà muốn hết tất cả lợi nhuận luôn. Ví dụ EB đi, bà muốn hết tất cả lợi nhuận từ đây xuống đây, mất bao nhiêu trăm, mất tới tận là 9% nếu không bán rồi, về tới cái chân nến luôn, mất hết tất cả công sức tích lũy luôn đó. Thì nó hồi một cây cái chúng ta rất là vui, nhưng mà chúng ta quên là gì, nếu chúng ta làm đúng từ đầu chúng ta sẽ không có mất gì cả. Ở việc nó hồi một cây nhà chưa nói lên được điều gì cả. Giống như ở đây nè, anh chị thấy nó rơi mạnh không, nó hồi một cây vui quá trời vui, trong rơi tiếp bình thường nha, có thể nó sẽ tăng lại, nhưng mà cái có thể đó thì mình chưa có biết được, khi nào nó sẽ có thể lỡ xui mai cái nó lên đây nó rủ xuống cái bậc nữa thì là thất vọng đó. Thất vọng đa phần thì quan thấy là thị trường mà giai đoạn cảm xúc cao như thế này nó cũng không ok lắm nha, chúng ta phải bình tĩnh chờ đợi. Chờ đợi gì, nhưng cũng phải qua đáo hạn chứ, hoặc là đáo hạn nó phải làm cái gì đó ok chứ, chứ bây giờ nó rơi quá trời thì việc nó hồi là bình thường nha, nó hồi là bình thường do ai cũng đang muốn mua lại mà, và mua xong ra khi nó hồi qua thấy nhà từ hân hoan dữ lắm, đi tất cả các nơi luôn, mạng xã hội Facebook rồi hân hoan dữ lắm. Nếu mà anh chị cứ nghĩ đi, nếu mà khi thị trường hồi mà ai cũng rất là hân hoan thì có phải người ta đang cầm hàng không? Đó thì cái đó là quan điểm của Quang nha, về cách mua, điểm rủi ro, nguyên nhân trình bày rõ ràng. Nếu anh chị cần thảo luận thêm có thể bình luận ở bên dưới phần mô tả kênh.
phần bình luận của video hoặc là liên hệ riêng với Quang. Nếu chị cần tư vấn hỗ trợ thêm cứ liên hệ Zalo của Quang hoặc là trợ lý nào. Hy vọng có thể được đồng hành với anh chị nhà đầu tư trong những quá trình phía sau. Xin chào anh chị.